với thiên thần số 2, có thể là khi ở trên cao gió nó thổi mạnh quá tóc nó khó mọc. Là con gái thật là khó hiểu phải không Diễm Nhi? Diễm Nhi có đồng cảm với mình không? Thì em đang nghĩ là anh số 4 có thể là y tá. Trở lại với chương trình Giác Quan thứ 6 mùa thứ 3. Và bây giờ là vòng 1 có tên gọi ấn tượng đầu tiên. Chúng ta đang được nhìn thấy 5 khách mời đến với chương trình hôm nay. Họ dường như là những thiên thần đến từ một nơi rất là tốt đẹp và mang tới hạnh phúc cho chúng ta. Phải nói rằng là mỗi thiên thần đều có nét đẹp riêng và có cái sắc vóc riêng. Em nhìn thấy 5 thiên thần đây em ấn tượng với ai? Chắc là em ấn tượng với lại thiên thần thứ 5. Tại sao? Tại vì em thấy cái mái tóc xoăn xoăn nó rất là hợp với lại cái bộ cánh thiên thần. Còn anh? Anh ấn tượng với thiên thần số 2. Bởi vì thế mới thấy thiên thần hay người thường đều cũng có những nhược điểm như nhau thôi. Có thể là khi ở trên cao gió nó thổi mạnh quá tóc nó khó mọc. Và bây giờ là lúc các thiên thần sẽ tự giới thiệu về mình để hai người chơi biết được giọng nói của họ, biết được thần thái của họ và biết đâu đó đó là dữ liệu để các bạn đoán được xem họ sẽ phù hợp với ngành nghề gì. Xin mời thiên thần số 1. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Y Vân, mọi người hay gọi em là Vân Vân. Và em yêu thích màu trắng giống như bộ cánh thiên thần của em vậy. Xin mọi người hãy đoán em là ai nhé. Và bây giờ sẽ là thiên thần số 2 ạ. Tôi tên là Hoài Nhật. Mọi người hay nói tôi là hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Tài năng lẻ, tài năng chẳng của tôi không có nhiều. Đố mọi người tôi là anh nhé. Anh thân thiện quá. Nghe cái giọng thân thiện này thì em thấy sao? Em thấy anh cũng khá là dễ gần. Bây giờ sẽ là thiên thần số 3. Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Ngân. Tôi cảm thấy tôi là người có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng quan trọng là tôi có thời gian để làm hay không. Cá tính của tôi thì đôi lúc rất là nhẹ nhàng và khi lại rất là mạnh mẽ. Lúc trầm tính nhưng khi cực kỳ năng động. Các bạn hãy đoán xem tôi là ai nhé. Quá xuất sắc. Thiên thần này có vẻ rất tự tin. Có thể đây là thiên thần phụ trách về niềm vui, đúng không? Sự năng động. Bây giờ sẽ là thiên thần số 4, mặt hơi căng thẳng một tí. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Thanh Ân. Nếu như mà ai hỏi tôi có sở thích gì đặc biệt hay không thì thật sự tôi không biết nói gì. Bởi vì tôi có rất nhiều sở thích. Ví dụ như là đua xe mô tô, đua trong trường đua chứ không phải đua ngoài đường phố. Hoặc là đi bộ đường dài nè. Hoặc có thể là đọc sách, xem phim. Vậy mọi người hãy đoán xem tôi là ai nhé. Một thiên thần khá thú vị. Vậy thì hãy cùng đến với phần giới thiệu của thiên thần số 5. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Như Trần. Mỗi khi rảnh rỗi thì mình thường rủ các bạn của mình đi dạo phố, ăn những món đường phố như là trà sữa nè, bánh tráng trộn nè, trà chanh các kiểu. Nhưng mà cũng có đôi lúc mình muốn nằm ở nhà một mình xem những bộ phim lãng mạn và tình cảm. Là con gái thật là khó hiểu phải không Diễm Nhi? Diễm Nhi có đồng cảm với mình không? Mà các bạn đoán xem mình là ai nhé. Anh đã định đoán ngay đây là thiên thần hộ mệnh của em rồi. Nhưng không biết là trong số 5 thiên thần ở đây thì hai vợ chồng thấy thiên thần nào phù hợp với mình? Loan. Em thì đang thấy khá là thích bạn thiên thần số 3. Và em nghĩ là thiên thần số 3 sẽ phụ trách về công việc gì? Em nghĩ là chị này thì kiểu ăn nói rất là tự tin. Để mà đoán thì em nghĩ là chị sẽ làm cái gì liên quan đến kiểu giảng viên nhá. Thế còn Kiên, em thấy ấn tượng với thiên thần nào? Em thì lại khá là ấn tượng với hai anh số 2 và số 4. Bằng trực giác em đoán đi, thiên thần số 2 phụ trách về công việc gì? Em sẽ đoán là anh thiên thần số 2 này sẽ nghiêng về kiểu như là kinh doanh. Kinh doanh ở đây mà anh ấy làm chủ luôn đấy ạ. Còn với bạn số 4 thì em nghĩ bạn ấy sẽ làm về kiểu như là có thể là về bất động sản. Và chúng ta muốn biết họ làm nghề gì và ứng với công việc nào. Hãy cùng đến ngay với phần lựa chọn gói tiền thưởng của hai người chơi. Các bạn sẽ lựa chọn số mấy? Số 2 đi ạ. Vẫn là số 2, xin mời. Anh chọn số khác đi. Số 2 nhỉ. Và nghề nghiệp tương ứng. Y tá. Một công việc tôi nghĩ rằng nó cũng quá là phù hợp với hình ảnh của những thiên thần.
Bình thường y tá thì mình rất là hay liên tưởng đến là phụ con nữ. Con gái đúng không? Phụ nhưng nữ. Nhưng mà ở đây lại là con trai. Anh đang nghĩ là số bạn 4. Số 4 ấy. Ừ. Ừ, tại vì là như lúc nãy em có nói là bạn ý làm về kiểu bất động sản ấy các thứ. Nói chung là em thấy được trong bạn ý có một cái sự nó hơi khéo léo, nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi dịu dàng một chút. Cái dịu dàng ở đây là cái sự cảm giác là có cái sự ân cần ấy ạ. Đó thì em đang nghĩ là anh số 4 có thể là y tá. Thế còn Loan? Nếu mà là chọn con trai thì em sẽ rất là phân vân là bạn số 4. Nhưng mà nếu mà chọn con gái thì em phân vân giữa bạn số 1 và số 5 ạ. Tại vì là làm y tá thì thường là người cũng rất là kiểu nhỏ nhỏ người xong rồi để nhanh nhẹn. Nếu như các bạn còn phân vân thì hãy đến với phần nhận xét của trợ lý chương trình. Hai bạn biết không, hai bạn sẽ có hai quyền trợ giúp. Quyền đầu tiên đó chính là quyền tiếp cận. Hai bạn sẽ có 15 giây tiếp cận gần để mà mình có thể nhìn rõ hơn đối tượng. Cái quyền thứ hai là quyền loại trừ, sẽ loại trừ bớt những đáp án không chính xác. Hai quyền này sẽ được sử dụng trong vòng 1 và vòng 2, hoặc là sử dụng cùng một lúc trong một vòng hai quyền luôn. Thế thì anh nghĩ là nên dùng loại trừ. Bọn em quyết định là sẽ dùng loại trừ trước. Chúng ta sẽ dùng quyền loại trừ. Như vậy là số 2 và số 3 sẽ không phải làm công việc y tá. Thế thì anh nghĩ là khả năng chắc là mình chọn chị số 1 đi. Em số mấy? Em vẫn chọn số 4. Số 4 á? Tại vì em nghĩ là bình thường khi mà nghĩ đến y tá là mọi người rất hay nghĩ là con gái. Là phụ nữ đúng không? Nhưng mà em nghĩ là chương trình sẽ kiểu cho mình một bài toán khó hơn ý. Sẽ là kiểu con trai. Ok, thì đi chọn là số 4 đi ạ. Số 4? Dạ. Số 4 ạ, vâng. Các em hãy bấm chuông để chốt phương án. Nếu là em sẽ chọn số mấy, trợ lý? Em chắc em chọn số 1. Vì sao? Tại vì thường làm y tá, một là cột tóc, hai là để tóc ngắn đó. Chứ để tránh mà tóc dài dễ bị rụng tóc, nó vi khuẩn thì em nghĩ là số 1. Em nói thì anh đỡ hoang mang hơn. Em cũng đúng biết. Là bình thường đúng là suy nghĩ của những cái người độc thân họ luôn khác. Đúng rồi, một cái góc nhìn khác. Dạ vâng. Bây giờ sẽ là kết quả. Vâng, không chính xác. Mặt Loan khả năng là bị loạn thị. Màu đỏ chứ không phải màu xanh. Bạn ấy đã hét lên. Giật mình. Tức là em đang tưởng số màu đỏ là đúng. Bây giờ mới là đúng này. Hãy cùng xem. Chắc là đúng rồi. Đó là ai? Chắc là chị số 1 rồi. Tại vì sao? Tại vì khi mà Loan vừa chốt phương án một cái thì em lại để ý là lúc đầu khi mà nói với y tá chị cười rất tươi, nhưng mà khi mà vừa chốt một cái chị cuộc sống đôi khi rất đơn giản, không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Số 1 các bạn có thể nhìn nhận ra, nhưng các bạn sợ rằng chương trình đánh lừa nên đã không lựa chọn, và các bạn đã không đúng. Vậy thì số tiền thưởng là bao nhiêu ở lại với chương trình? Xin mời được mở ra gói số 2. 10 triệu. Khá nhiều. Và bây giờ là lúc hãy cùng làm quen với thiên thần phụ trách công việc y tá đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin mời bạn ạ. Chào bạn. Dạ, xin chào bạn hai anh chị MC và xin chào hai khách mời và quý vị khán giả. Em tên là Y Vân và em là y tá chăm sóc các em bé. Tuyệt vời. Em đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi và tại sao em lại lựa chọn công việc này? Em làm công việc này được gần 8 năm rồi ạ. Và lý do em chọn công việc này, thứ nhất là trước khi vô trường là do mẹ em bị bệnh. Và tiếp nữa là em yêu các em nhỏ. Nên là em sẽ chọn con đường này đến bây giờ ạ. Và là một người thường xuyên chăm sóc các bạn thiếu nhi ấy, thì ngoài cái tình yêu ra này còn phải có cả cái cảm xúc đó chứ. Cái cảm xúc có nghĩa là khi chúng ta yêu công việc rồi, yêu các con rồi, nhưng mà cái cảm xúc là chúng ta phải ôm mỗi một đứa trẻ như chính đứa con của mình. Thì bạn có bao giờ có cái cảm xúc đó không?
Có rất nhiều ạ. Khi mà mình chăm sóc các em thì giống như là mình không phải là bệnh nhân của mình nữa. Em là người chưa có gia đình nhưng mà em thấy giống như con của mình vậy. Và chăm sóc với một cái tâm như thế thì giống như người nhà mình thì mình có tình cảm nhiều hơn. Và sự kết hợp, hợp tác giữa các em bé với mình nó sẽ dễ hơn. Diệu Nhi, dạ, vâng. Em có câu hỏi gì muốn dành cho thiên thần của chúng ta không? Em có câu hỏi là ví dụ như là người chưa có gia đình mà muốn vào ở trong đó một ngày phụ em chăm sóc các con để có cái hôn á, để nhanh có con, thì em thấy nó có được không? Thực ra cũng không khó đâu chị, bởi vì xuất phát từ tình yêu thì em nghĩ cái gì cũng làm được. Cho chị vô làm chung với em mấy ngày cho chị nhanh có chồng có con á em. Tại vì chị làm ở ngoài đây bị mọi người trêu chọc quá, cái chị ế tới bây giờ luôn á. Không, chị ế là xu thế bây giờ nên chị cứ để như vậy. Bởi vì ế bây giờ là bình thường chị. Vậy chị thì không cần vô bệnh viện với em. Không cần chị. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã chọn một công việc anh nghĩ là cũng rất là cao quý và cực kỳ quan trọng, đặc biệt với những ai làm bậc cha mẹ có con nhỏ và khi ốm đau ấy, thì mới thấy những người y tá, những người bác sĩ như thế này quan trọng và cần thiết như thế nào trong cuộc sống của mình. Chúc em thật nhiều sức khỏe, giữ vững được đam mê, để trong tương lai sẽ có gia đình, có những đứa trẻ của riêng mình. Dạ, và mang nhiều niềm vui hơn nữa cho các bậc cha mẹ và các bạn thiếu nhi. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Nhi và chúc hai anh chị lựa chọn đúng. Cảm ơn chị ạ.